Thể thao Bình Dương, Tiến Linh tạo nên sự khác biệt cho Bình Dương. Trong mùa giải gần kết thúc, Tiến Linh đang ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong đội Bình Dương dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Nhà cầm quân từng là tiền đạo số 1 của Việt Nam đã thể hiện tín hiệu mạnh mẽ bằng việc tung cầu thủ này vào sân ngay từ đầu và trao băng đội trưởng cho anh. Tiến Linh đã khẳng định sự quan trọng của mình trong trận đấu với một pha lập công khá nhanh chóng trong hiệp 1. Phút 35, anh nhận đường truyền từ biên phải và dứt điểm sạch sẽ ghi bàn, giúp Bình Dương dẫn trước 1-0 trước đối thủ. Bước sang hiệp 2, Bình Dương chủ động giảm tốc độ trận đấu nhưng vẫn tiếp tục kiểm soát thế trận. Khánh Hòa không thể tìm đường tấn công và đồng thời thủng lưới thêm 2 bàn nữa, nâng tỷ số lên 3-0 cho Bình Dương. Với chiến thắng này, Bình Dương đã có 14 điểm sau vòng đấu thứ tư giai đoạn 2 nhóm B, ghi dấu ấn của Tiến Linh và đội bóng đất thủ trên hành trình tìm kiếm thành tích tốt trong mùa giải năm nay. Bình Dương dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã có màn trình diễn thăng hoa trong trận đấu với Khánh Hòa. Cầu thủ chủ lực Tiến Linh không chỉ ghi bàn quan trọng mà còn thể hiện vai trò đội trưởng đáng kính của đội bóng. Với phong độ ấn tượng này, Tiến Linh đang là niềm tự hào của Bình Dương và được người hâm mộ kỳ vọng sẽ cống hiến nhiều hơn trong những trận đấu tiếp theo. Ngoài việc ghi bàn, Tiến Linh còn có những pha kiến tạo đẳng cấp, giúp đồng đội có cơ hội tốt hơn trong việc ghi bàn. Sự sáng tạo và khả năng chịu trách nhiệm của anh khiến huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức hết sức hài lòng về đội trưởng của mình. Trong mùa giải năm nay, Bình Dương đã có những khó khăn nhất định, nhưng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Tiến Linh cùng đồng đội đã giúp đội bóng có những kết quả tốt đẹp. Đối thủ tiếp theo của Bình Dương là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Tiến Linh hứa hẹn sẽ tiếp tục thể hiện sự chuyên nghiệp và dẫn dắt đội bóng đến những chiến thắng tiếp theo. Với việc Tiến Linh giữ vững phong độ ấn tượng, Bình Dương tự tin cạnh tranh mạnh mẽ và giành được những vị trí cao trong giải đấu. Niềm tin vào Tiến Linh và đội bóng không chỉ đến từ người hâm mộ mà còn từ sự tin tưởng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vào tài năng và phẩm chất lãnh đạo của cầu thủ này. Ngoài vai trò quan trọng trong đội hình, Tiến Linh còn góp phần vào tinh thần đồng đội, tạo nên sự đoàn kết trong tập thể Bình Dương. Cầu thủ này thể hiện rõ sự tận tâm và cống hiến trong mỗi trận đấu, giúp Bình Dương trở thành một đối thủ đáng gờm trong mùa giải năm nay. Sự kết hợp giữa tài năng và tinh thần đồng đội của Tiến Linh là yếu tố quan trọng giúp đội bóng gặt hái những thành công đáng kể trong mùa giải năm nay. Trên hành trình tới vinh quang, Tiến Linh và Bình Dương cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và thách thức để chinh phục những vị trí cao trong giải đấu, khẳng định vị thế của đội bóng và tạo nên sự khác biệt.